Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cường Lại Đình nha các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha. Clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật là làm thế nào để mở một trong những cái túi bóng ni lông mà cục gút thắt như thế này một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất nha các bạn. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một số túi ni lông đã cục gút là như thế này. Đấy, các bạn thấy cái mối gút này cột rất là chặt, rất là cứng. Còn như thông thường thì người ta sẽ cột mà có cái nơ để kéo ra như thế này, nơ một bên nhé các bạn. Còn ai mà vui tính, kỹ tính hơn hoặc là thích đẹp hơn thì cột nơ bướm hai bên. Đó, là chỉ cần cầm cái chỗ nơ này kéo giật ra là nó có thể bung cái túi ni lông ra. Nhưng mà cũng có đôi lúc là người bán người ta quên. Người ta sẽ cột gút thắt là như thế này. Hoặc là khi mà các bạn đi siêu thị rồi mua nhiều đồ mà muốn treo lên xe mà muốn cột cho nó chắc chắn thì các bạn cột gút như thế này. Đó. Thì khi cột gút như thế này thì về nhà mà các bạn muốn giữ lại cái bịch ni lông, mở ra lấy đồ bên trong nhưng mà vẫn giữ lại bịch ni lông thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì clip hôm nay mình sẽ làm một số cái thí nghiệm vui cho các bạn xem để các bạn có thể có kinh nghiệm để mở túi ni lông cột gút mà tận dụng lại cái bịch ni lông nha các bạn. Rồi bây giờ để bắt đầu vô trong cái nội dung clip này thì mình sẽ nhờ một bạn nữ để thực hiện mở cái túi ni lông nha các bạn. Tại vì các bạn nữ thì thường hay đi chợ nên là thường có các cái bịch ni lông hơn là so với các bạn nam nha. Rồi bây giờ em sẽ làm thế nào mà em mở được cái nút thắt này ra, làm cách nào cũng được. Có thưởng nha. Không, cái này làm bình thường thôi chứ không thưởng. Là như cách thông thường thì sẽ là như bạn nữ vừa mở như vừa rồi nha các bạn. Đây, có nghĩa là cột cái bịch ni lông lại gút như thế này. À, cột gút như thế này. Rồi, cột gút lại chứ không phải thắt nơ nha các bạn, không? Gút cái dây này qua luôn. Gút như thế này. Rồi thì sẽ là mình lấy cái móng tay mình mở như bình thường đúng không? Mở lại. Đây, mình quay toàn cảnh cho các bạn xem nha. Đó, đây là một cách rất là bình thường. À, các bạn có thấy sự khó khăn trong quá trình các bạn mở bọc ni lông không? Nó phải dùng móng tay. À, tuy nhiên là những người mà không có móng tay thì mở nó hơi hơi đau nha, hơi đau mấy cái đầu móng tay, đặc biệt là mấy bạn nữ mà chân yếu tay mềm đó. Cũng có những cái trường hợp là gặp những cái bịch ni lông rất là cứng đầu, các bạn sẽ không thể nào mà mở theo cách như thế này. Và lúc đó thì các bạn sẽ làm như thế nào để các bạn có thể mở được bung cái bịch ni lông này ra trong khi vẫn giữ lại cái bịch. Rồi như vậy là cái bịch ni lông thứ nhất đã được mở theo một cách thông thường với cái bịch ni lông gút. Và đây là cái bịch ni lông là cột có thắt nơ thông thường như các bạn vẫn thường hay thấy khi mà các bạn mua đồ ngoài chợ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho bạn nữ mở cái bịch ni lông này ra nha. Đó, chỉ cần nắm cái nút thắt rút và kéo hai bên là cái túi ni lông nó bung ra như thế này. À, tiếp theo là cái bịch ni lông nó có cột hình cái nơ rất là đẹp. Đó, có những người thích thích bướm ha. Thích bướm nên là cột bướm như thế này. Rồi ok, bây giờ bạn nữ sẽ tiến hành mở cái túi ni lông bướm bướm này ra nha. Đó, rất là dễ dàng đúng không? À, đó là mở dễ hay không là tùy vào cách của người cột nha các bạn. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ qua tới cái túi ni lông này. Rồi ok, bây giờ tới cái túi ni lông màu hơi hồng hồng này các bạn. Đây, giờ bạn nữ sẽ làm như thế nào để có thể mở được cái túi ni lông mà cột siêu chặt siêu cứng này ra nha. Cách đơn giản nhất là các bạn muốn lấy đồ mà không cần giữ thì các bạn sẽ
xé cái bịch ni lông rồi móc ruột ra như thế này đó các bạn thấy không, rất là nhanh gọn đó. Một điểm rồi. Bây giờ tới cái cối xinh xinh này thì khi mà đi chợ người ta mua cục cút như thế này thì làm như thế nào để có thể mở lá cái cối ra nhanh nhất? Quá nhanh, quá nguy hiểm đúng không các bạn? Đấy, cái cối ra rất là đẹp. Rồi, thật ra là hồi nãy giờ các bạn xem qua cái nội dung clip từ đầu buổi tới giờ là các bạn thấy những cách thông thường mà người ta vẫn hay làm khi mà mở cái bịch ni lông mà bị cột gút như thế này. Tuy nhiên, cái tiêu đề bài viết này là mẹo để mở nút thắt cột ni lông, bịch ni lông cột thắt, cột gút. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẹo để mở thay vì các bạn mở như thế này, đúng không? Bình thường là các bạn sẽ móc 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 như thế này, các bạn mở rồi rút rút dần dần ra đúng không? Nó rất là lâu, nhiều khi nó rách cái miệng bịch ni lông cũng như là nó làm đau cái đầu ngón tay, đúng không? Hoặc là các bạn không muốn giữ thì các bạn xé hoặc là các bạn cắt, đúng không? Có rất là nhiều kiểu vân vân và mây mây. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẹo để các bạn mở cái nút thắt này ra mà các bạn vẫn giữ được bịch ni lông và vẫn mở được dễ dàng, cũng như là không bị đau tay, có thể lấy được đồ bên trong ra gọn gàng và tận dụng lại cái bịch ni lông này. Tại vì cái bịch ni lông thì rất là phổ biến rồi, tuy nhiên là các bạn hạn chế sử dụng, có thể dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại để khỏi làm ô nhiễm môi trường, khỏi vứt rác ra bên ngoài nhiều nhé các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn cho các bạn nha. Thì đầu tiên các bạn kiểm tra lại cái mối gút đúng không? Đây, ở đây mình làm mối gút này, nó gút thắt này các bạn thấy không? Là rất là khó mở, rất là cứng đúng không? Thì các bạn sẽ xoắn từ 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 cái bịch cái quai bịch ni lông lại như thế này. Các bạn xoắn lại nha. Đúng không? Rồi. Các bạn đẩy ra, đấy các bạn thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng và đều đặn này. Đó. Đẩy ra rất là nhẹ, không hề có cảm giác gì là nó cứng, không hề có cảm giác gì đau tay hết. Rồi sau đó là các bạn mở ra như bình thường, đúng không? Mở ra này, nó rất là nhẹ nhàng. Các bạn sẽ xoắn từ 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 cái bịch cái quai bịch ni lông lại như thế này. Các bạn xoắn lại nha. Đó. Rồi. Các bạn đẩy ra, đấy các bạn thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng và đều đặn này. Đó. Đẩy ra rất là nhẹ, không hề có cảm giác gì là nó cứng, không hề có cảm giác gì đau tay hết. Rồi sau đó là các bạn mở ra như bình thường, đúng không? Mở ra này, nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Nó đây là một trong những cái mẹo rất là hay để các bạn có thể áp dụng lại. Và các bạn mở cái bịch ni lông nha các bạn, và các bạn tận dụng lại cái bịch ni lông để đỡ vứt rác ra bên ngoài môi trường. Thì bình thường theo như bình thường người ta sẽ cột thắt một bên như thế này. Đó, cột thắt lại một bên nha các bạn, chứ không phải là cột hai bên nha. Đây, bình thường là người ta cột như thế này đúng không, là đi về là chỉ cần rút ra như thế này là xong. Đó. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn treo đồ thức ăn hoặc là đồ dùng trên cái xe máy để các bạn dễ chở thì các bạn để như thế này, không cần cột cũng được đúng không, là nó treo dễ dàng. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chắc chắn hơn thì các bạn sẽ cột cuốc lại để các bạn treo. Đây, các bạn cột cuốc lại để các bạn treo, cột cuốc lại như thế này, cột cuốc lại xong rồi treo lên xe đúng không. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở lại cho các bạn xem nè, các bạn xem lại một cách từ từ và chậm rãi nha. Là mình sẽ xoắn xoắn một bên, hoặc là nếu các bạn muốn các bạn xoắn hai bên cũng được. Đó, xoắn một bên, không xoắn một bên, các bạn để ý không, cái đường gút này, cái đường gút nó xuống này không. Đó, xoắn một bên, xoắn cho cứng nha. Xoắn một bên rồi các bạn đẩy ra nha. Xoắn càng dài nó càng càng dài là nó càng dễ nha các bạn.
Ui, nãy làm lục nghề rồi. Để mình làm lại nha. Tại vì cái bịch ni lông, cái quai bịch này á, các bạn quấn qua một lần rồi á, thì nó cái độ cứng nó không còn như lúc ban đầu nữa các bạn. Bây giờ nó hơi hơi mềm này, nên là nó sẽ hơi khó hơn một chút so với lần đầu thôi, chứ còn vẫn mở dễ hơn so với cách thông thường nha các bạn, thấy không? Các bạn thấy không? Hai cái đầu ngón tay này mình giữ nè, hai đầu ngón tay giữ này, một đầu một cái tay bên kia mình đẩy nè, đẩy ra này, rất là nhẹ nhàng, thấy không? Nhẹ nhàng này. Đó, rồi. Nó đã bung ra như thế là mình rút ra thôi các bạn. Ha, ok nha các bạn, xong. Xong rồi nha các bạn. Nãy giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn cái mẹo để các bạn có thể mở cái túi ni lông mà bị cục rút cục thắt rất là cứng ra dễ dàng trong vòng 3 giây. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì với cái mẹo vặt nhỏ đơn giản này, hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các bạn trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là các bạn khi đi chợ mà nếu mà người ta đưa cái bịch ni lông, nếu mà cột đồ khô đồ sạch thì các bạn nên mở lại, các bạn cất để tận dụng và các bạn dùng sau này, đừng có đem vứt ra bên ngoài hoặc là vứt vào sọt rác, nó rất là lãng phí cũng như là gây ô nhiễm môi trường nha các bạn. Thì cái mẹo này các bạn có thể là áp dụng cho chính các bạn, hoặc là các bạn có thể đem đi thách đố người khác không, để có một chầu nhậu hay một chầu cà phê gì đó vân vân, hoặc là chầu ăn sáng gì đó thì cũng rất là vui nha các bạn. Thôi bây giờ mình kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên là nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình nha các bạn. Hiện tại là 7 giờ 46 phút ngày 5 tháng 12 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này tới giây phút cuối cùng. Bye bye các bạn nha. Hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.